Em Trần Ô Tô gửi lời chào toàn thể tất cả các anh chị nha. Hôm nay bên salon em về con Chevrolet Cruze bản số 51F09730, con này đầu năm số rồi nha anh chị nha. Là phong dáng của con xe đây, cụm đèn nè, cụm đèn nguyên bản theo xe của con Chevrolet Cruze à. Là phong dáng rất nhỏ gọn. Đây là những sóng gân anh chị nha. Đây à, những sóng gân rất là liền lạc này. Trên nắp capo đây không có dấu hiệu là cứng đụng luôn. Con này màu bạc anh chị nha. Sân rin con này còn được 80% ạ. Cũng có một hai chỗ bị chày xước nè. Đây nè, chỗ chày xước rất là nhỏ nha anh chị nha. Chỗ này không có đáng kể đâu ạ. Nó cụm đèn nguyên bản theo xe đây. Biểu tượng Chevrolet, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ anh chị ạ. Con này đăng kiểm đến tháng 7 năm 2020. Đây là bốn vỏ nè anh chị xem nhá. Bốn vỏ còn mới lắm. Chủ nhà vừa mới thay bốn vỏ mới anh chị nha. Bốn vỏ được 90% nè. Gầm bề ở trong nè. Tuy nhúng nè. Tem ốc 7 màu nguyên bản ở trong tuy nhúng nhá, không có dấu hiệu là cứng đụng hoặc mà bị mục nhá. Bốn cánh cửa rất đều đặn luôn. Đó, phong dáng con Chevrolet Cruze anh chị. Chất cửa nè anh chị xem nè, rất là liền lạc nhá, không có một xíu là cứng đụng con vên con xe này luôn à. Bốn vỏ rất mới nè. Đó, chị thấy bốn vỏ gầm bề ở trong nè. Tem ốc 7 màu của ống nhúng là còn nguyên bản luôn. Gầm bề nè. Không có một xíu mục mọt anh chị nhé. Đó. Mâm đúc nguyên bản nè. Biểu tượng Chevrolet đây à. Bên em rất về rất là nhiều xe anh chị nhé. Con này là số sàn ạ. Chevrolet Cruze nè, bản LS. Số sàn anh chị nha, cùng đèn nè, nguyên bản theo xe nè. Còn rất mới. Trang bị là phía sau là có cảm biến dê nhá. Bốn cánh cửa đẹp như nhau à. Để chừng anh đi vô qua bốn cánh cửa cho anh chị xem nhá. Đây nè. Tắp bi nè. Nguyên bản theo xe đây nè. Anh chị thấy những cái vân gai không? Đó, những cái vân gai trên con xe đó. Nguyên bản hết nội thất ở trong đẹp 80% luôn. Đây nè. Ghế dê nha, học thì tay nè. Mọi thứ chức năng nè, đầy đủ hết trên con xe luôn. Đây nè, học thì tay nè. Ghế nè. Biểu tượng Chevrolet nè. Dây đai an toàn nguyên bản theo xe hết. Keo chỉ trong nách là không mất phân nào nha. Sân rin trong nách còn nguyên luôn anh chị ạ. Đó, bản lề đó. Tem móc 7 màu nè. Nguyên bản theo xe hết. Anh chị thích dòng Chevrolet Cruze mạnh mẽ này cứ alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô. Keo chỉ nè. Sân rin nha anh chị nha, sân rin nha. Sân rin nguyên bản là những cái sóng dập nguyên bản theo xe nè. Còn nguyên bản hết từ A đến Z luôn. Nè, những cái sóng lường nè. Không có dấu hiệu là cứng đụng luôn. Chất đóng cửa rất liền lạc á. Tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu luôn nha anh chị nha. Tắp bi cửa là những cái vân gai nè. Con này là không có dịch vụ taxi gì đâu nha anh chị, cho nên anh chị yên tâm ạ. Tem ốc 7 màu theo xe nè. Con này sản xuất năm 2014 nha. Đó, đinh tán nó keo chỉ sân rin trong nách đó còn nguyên bản hết. Từ anh Z đây là sân rin nè anh chị coi nè. Đó, sân rin của con xe đây nè. Nguyên bản hết luôn, con này được phủ 80% là sân rin nha. Có một hai chỗ là sân dập. Xíu chừng anh sẽ chỉ cho anh chị nha. Đó, những cái sóng lường nè. Nguyên bản hết ghế nè. Ghế còn rất mới, không có dấu hiệu là chạy trụ luôn nha anh chị nha. Côn số nè, đây là số sàn anh chị nha. Đó, hộp côn số của nó đây. Trang bị là một cái màn hình nghe nhạc CD thông thường nguyên bản theo xe thôi ạ. Điều hòa tự động hết mọi chức năng nhé. Đây nè, túi khí nè. Táp lô nè, anh chị coi những cái vân gai trên táp lô nè. Đó, còn nguyên bản hết từ anh Z luôn chị ạ. Mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Học để đồ nè, sách hướng dẫn nè, theo xe nè, còn nguyên bản hết nhá. Đó anh chị không, sách hướng dẫn theo xe nè, số bảo hành nè của con xe Chevrolet này còn nguyên bản hết nhá. Em mua xe này bên em mua xe chính chủ anh chị nha. Chủ nhà người ta có nhu cầu người ta đổi xe 7 chỗ thì bên em thu lại. Rồi con số của nó đây, chế độ lóc cửa mở cửa nè. Đó, lóc cửa mở cửa đây nè. Vô lăng đây ạ.
Nó tích hợp là cục kèo rồi. Những cái vân gai là nguyên bản theo xe hết từ anh Z luôn. Keo chỉ là không mất phân nào anh chị nha. Chất đóng cửa rất liền lạc. Tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu nè. Đăng kiểm tháng 7 năm 2020 anh chị nha. Đó là form xe con Chevrolet Crew anh chị. Đây là tổng quan salon công ty ô tô miền Nam do Trực Anh đứng ra bán hàng, chịu trách nhiệm đến toàn diện đến toàn thể tất cả các anh chị nha. Đó, buổi sáng chưa có ăn sáng luôn anh chị ạ. Đây nè, có hai anh em làm hai ly cà phê thôi là ấm lòng chiến sĩ rồi ạ. Đó, phong dáng nó xe đây. Bốn vỏ còn rất mới nha, 90% nè anh chị coi vỏ nè. Đó, vỏ mới lắm. Mâm đúc là nguyên bản theo xe hết từ anh Z nha. Biểu tượng Chevrolet đây ạ. Anh chị có ống nhúng tinh nhúng bảy màu là tem nè. Tem với ống nhúng còn nguyên bản luôn nè. Xe này là xe đã qua sử dụng nha anh chị nha. Nhưng mà chủ nhà đi xe này giữ rất là kỹ luôn. Đó, cái chất xe đó. Phong dáng của con xe Chevrolet Crew đó anh chị. Đời 2014. Đó. Xe này bên em mua chính chủ luôn nha anh chị nha. Anh chị mua bên em ủy quyền cho ạ, rút hồ sơ vô tư hết nha. Đó. Phong dáng đây nè. Anh chị có keo chỉ nha. Keo chỉ của em nó đây. Sơn rin nè. Đó, sơn rin nè. Sơn rin nguyên bản theo xe hết nha. Keo chỉ là không mốt phân nào, bốn cánh đẹp như nhau nha. Mẹt tem nguyên bản theo xe nè. Đây ạ. Phiếu bảo dưỡng định kỳ của Chevrolet còn nguyên bản nè. Đây nè. Phiếu lịch bảo dưỡng nè, nguyên bản của con Chevrolet còn nguyên bản hết. Ghế nè. Rất là mới. Đó anh chị thấy không ạ? Cột kèo rồi con này không phải suy nghĩ đâu. Không mất một phân nào luôn anh chị nha. Tem móc bảy màu nè. Đó anh chị thấy tem móc bảy màu nguyên bản đầu xe là nách nè. Không có dấu hiệu là cứng lục con ven luôn. Đây ạ, Trường Anh vô Trường Anh test cho chị xem nhé. Con này là số sàn. Đề nhẹ đã nổ rồi nha anh chị nha, trợ lực lái nè. Đây nè, những cái vô lăng nè. Biểu tượng Chevrolet là dòng xe của Mỹ nha, túi khí nè. Đèn còi rất là lớn anh chị thấy không ạ? Con này đi được 66.603 km rồi nha anh chị nha. Đó, số km đã đi đó. Đây là hiển thị trên đồng hồ nè, em đã mở đồng hồ rồi nha. Xe không có một xíu lỗi, báo cửa nè, báo thắng tay nè. Đây là báo km, báo tua máy đây ạ. Báo xăng, báo nhiệt, đầy đủ trên con xe này luôn. Tích hợp là vô lăng cho nó âm nhạc nè. Vô linh cho nó âm nhạc anh chị nha. Đó, những cái vân gai nè anh chị không, không có dấu hiệu là hao mòn luôn anh chị coi nè. Cái vô lăng nè, đó. Không có một xíu là hao mòn luôn nha anh chị nha. Đó anh chị thấy không ạ? Máy lạnh nè, đó máy lạnh đã mở rồi. Đây là máy lạnh điều hòa tự động ô tô anh chị nhá. Đây nè, chế độ điều hòa tự động hết toàn diện nè. Máy lạnh đó, Trường Anh mở rồi. Có máy lạnh luôn rồi anh chị nha. Đây là hệ thống tắt máy lạnh nè. Lấy gió trong gió ngoài, xung kiến, ô tô tự động nè. Ưu tiên nè. Mọi thứ chức năng nè anh chị xem nè. Hiển thị trên đồng hồ hết nhá. Đây ạ, xi nhan phải, xi nhan trái nè. Đèn còi nè, siêu sáng luôn nha. Đây nè, đèn crew mở đây nè. Đó, chế độ đèn sáng tối nè. Chỉnh đèn sáng tối nè. Đó, chị thao đèn đó. Đá đèn nè. Mọi thứ chức năng ok lắm, mua về là sử dụng thôi. Hiển thị nè. Chỉnh gió nè. Nguyên bản hết con số nè. Học để nước nè, đầy đủ hết anh chị ạ. Tức là cắm sạc USB trên con xe nè. Cái thằng thuốc đây ạ, con số nó đây. Máy chạy bao chất luôn. Đây ạ, Trường Anh test phần máy cho chị xem nhé. Tích hợp nè. Gương từ cục nhé. Gương từ cục là gương chỉnh điện nè. Mọi thứ chức năng nè. Đầy đủ hết, không phải thiếu cái gì ạ. Bốn cánh chỉnh điện rất nhẹ nhàng, bốn gương nè, chị thấy không? Đây ạ.
bồn canh chính điện đó, rất nhẹ nhàng, rất mượt mà luôn, nội thất còn trong rất mới. Bốn cánh nó đẹp lắm anh chị ạ. Máy nổ rất là êm nha, ngồi không nghe tiếng máy luôn ạ. Đó, phong dáng đây, bốn vỏ đẹp như nhau nè. Cầm bệ ở trong là anh chị coi là mới tinh, tay móc bảy màu của trong xe đó. Trang bị cụm thắng ABS chống bó cứng phanh anh chị nhé. Có bi cửa nè, bốn cánh rất là liền lẹt nha. Đó, phong dáng này, ghế nè, ghế nội thất nè, nỉ nguyên bản theo xe nè, anh chị coi nỉ nè. Đó, phía này là phía nỉ nè, phần phía gối là phía nỉ hết toàn diện nha. Trần nỉ bọc chi lông cách nhiệt nè, trần nỉ là bọc chi lông cách nhiệt hết toàn diện nè. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng. Đây ạ, à, tổng quan phần táp lô con Chevrolet Crew đời 2014, một chủ từ đầu nhá. Các bên cửa nè, nó còn rất là mới anh chị thấy không, keo chỉ trong nách nè, keo chỉ trong nách đó nguyên bản luôn, tay móc bảy màu nè. Đó, máy móc là cực chất anh chị nha. Dạ, cho anh quay phần máy cho anh chị xem. Đây là máy rồi, máy nổ bao êm luôn. Máy ra hoạt động anh chị nha, đây nè, anh chị coi nè, tay móc bảy màu nè. Đó, xe là chưa có dấu hiệu là máy, chưa bung máy luôn nhá. Máy đang hoạt động đây, nổ rất là êm ái luôn. Một cái con xe mà anh chị nhìn vô biết xe nó cọp hay không là chị nhìn vô Trường Anh dàn tay móc bảy màu nhá. Đây nè, khóa định vị nè, nguyên bản là tay móc bảy màu nè. Đó anh chị thấy không, nỉ nè, nỉ cách nhiệt nè. Đó, nỉ cách nhiệt phần thân máy nè, còn nguyên bản hơn luôn. Máy nè, rất là nhỏ gọn. Xe này không có dấu hiệu là bung máy luôn nha, xe còn rim từ đầu đến đuôi luôn ạ. Xe này không có xíu độ hơi, anh chị cứ yên tâm ạ. Cứng quá. Kèo cột của nó nè, kèo cột nè, nguyên bản hết. Con này xài 1, 2, 3, 4 cái bếp full nha anh chị nha. Con này 4 cái bếp full nè. Máy móc là tem móc y màu nè, nguyên bản nè, tem trong phần thân máy nè. Đó chị thấy không, nguyên bản hết. Đây ạ, xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì anh chị? Tem móc còn mới lắm đây nè, đó anh chị thấy không, mạc tem nè, nguyên bản theo xe hết từ anh dép luôn. Cabo nè, đó những cái sóng gân ở trên cabo đó. Keo chỉ là không mất phân nào anh chị nha, sơn rin 80% luôn à. Dàn giá đỡ thân máy nè, đây nè, đây nè anh chị coi nè, tay móc bảy màu của dàn giá đỡ thân máy nè, chưa có dấu hiệu được khui mở luôn nhá. Nó form xe đây, đây nè, còn nguyên bản hết từ anh dép luôn. Nó màu bạc anh chị, dòng này là siêu tiết kiệm nhiên liệu nha. Con này nó nằm tầm cỡ 8 lít trên 100 km thôi ạ. Đây Trường Anh quay phần gầm cho chị xem nè. Đây nè, phần gầm nè, chủ nhà phủ nano chống bụi gầm hết toàn diện rồi. Đó chị thấy không, chiếc xe đó bao cò bao đỉnh luôn nhá, đến với tay người tiêu dùng ạ. Máy móc nè các chị coi nè, khô rất là khô réo luôn. Có đài dằn nè, đài dằn cũng nguyên cơ nguyên con đây. Có những cái đinh bấm đó, đinh bấm nguyên bản theo nhà sản xuất nè. Xe máy còn mới lắm. Đó, anh chị thích dòng Chevrolet Crew thì cứ alo trực tiếp cho em, tới tận salon bên em. Đồng thời bên em còn có giảm giá và có bớt cho anh chị ạ. Đó, phong dáng nè, rất là ngầu. Bên em còn rất là nhiều xe nha. Fortuner bên em có, Ford Everest bên em có, Kia Carrera bên em có.
rất là nhiều xe luôn anh chị. Kia Karen là có hai con nè, một con màu vàng nhá, con kia Karen là màu vàng ạ, còn một con này là màu xanh nè, đời rất là cao, con này đời 2015 anh chị nhá. Kia Karen dòng xe 7 chỗ đó, đó là phong dáng con Chevrolet Crew á anh chị. Xe bao đẹp luôn, bốn cánh cửa anh chị thấy không, rất là liền lẹt, rất là đều đặn luôn, không có dấu hiệu là cứng đụng con ven nhé. Chừng anh xin nhắc lại một chủ từ đầu anh chị nhé, anh chị mua bên em ủy quyền cho một đống nhạc luôn ạ, hoặc là anh chị chừng anh sẽ có nhu cầu là hỗ trợ bao đúng hồ sơ cho anh chị luôn nhé. Đó, chiếc xe nè anh chị, hơi tem nè, cổ lái gật gù nè, nguyên bản ở trên con xe hết, ghế nè, con số nè, những cái vân gai nè cùng nguyên bản hết. Trang bị lóc cửa, mở khóa tự động từ xe hết. Có một lần nữa chúng anh xin cảm ơn ạ. Xíu nữa chúng anh sẽ quay tiếp tục con Kia K3 cho anh chị nhé. Đó, Kia K3 bên em cũng có nè, rất là nhiều xe nhé. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.